Ở nhà cách ly 15 ngày thì hóa điên luôn rồi. 15 ngày ở nhà chẳng biết làm cái gì. Thôi bây giờ ta tìm cái việc gì ta làm cho nó mau hết giờ, cho trôi qua thời gian. Ăn cứ nằm ở nhà chán quá. Thôi chuẩn bị sổ sách làm số chuyện cho nó trôi qua ngày tháng. Cho nó trôi qua ngày tháng nha, đỡ buồn bớt. Cho nó mau qua hết 15 ngày rồi nằm ở nhà y như con cụ rù. 1 2 3 4 5 6 7 8